Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành, cộng đồng mạng vạch trần sự giả tạo của nghi phạm từng chia sẻ bài viết cách chăm con. Vụ việc bé gái DNA 3 tuổi nghi bị bạo hành đóng đinh vào đầu ở Thạch Thất, Hà Nội gây xôn xao dư luận. Được biết bé A sống cùng mẹ và nhân tình của mẹ là NTH 30 tuổi tại dãy trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Tối ngày 19 tháng 1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của mẹ bé DNA cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, có 9 vật thể ghi là đinh trong sọ não. H được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé A nghi bị đinh bắn vào đầu. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã tìm ra được tài khoản Facebook được cho là của H. Trong tài khoản này, cư dân mạng nhanh chóng vạch trần sự giả tạo của H. Theo đó, H từng chia sẻ một bài viết về cách chăm sóc trẻ em vào tháng 7 năm 2021. Bài viết có đề cập đến cảnh báo về việc trẻ em xem nhiều điện thoại sẽ ảnh hưởng đến mắt và sức khỏe sau này. Dưới bài chia sẻ này, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, để lại bình luận gay gắt chỉ trích sự giả tạo, đạo đức giả của H. TH không chia sẻ về cuộc sống thường ngày ở chế độ công khai. Người đàn ông này thỉnh thoảng khoe những bức ảnh chụp chân dung khá trưng diện với áo sơ mi, đeo đồng hồ, ví da. Đặc biệt, cư dân mạng còn phát hiện dòng ký tự đặc biệt như tính vật yêu đương trên trang cá nhân của TH và mẹ của bé Đỗ Ngọc A. Cả hai đều ghi chú tên viết tắt và ngày sinh nhật của TH kèm biểu tượng trái tim bên cạnh. Trước đó, ông Nguyễn Trung A, bố NTH cho biết H bị điếc từ bé, sống cùng bà nội. Hai bố con thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Khi bà mất, H chuyển tới xưởng làm mộc sinh sống. H được nhận xét là ngoan ngoãn, không có tiền án tiền sự. Do bị điếc nên học hết lớp 12. Người này đi học nghề, hiện làm mộc ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Trước đây, anh H từng giới thiệu L với gia đình, nói sơ qua chị này chưa có gia đình. Cách đây một tháng, người đàn ông chính thức đưa chị L về ra mắt, nhưng ông A không đồng ý khi biết L đã có chồng và ba con. Theo ông A, hôm qua biết tin con riêng của L hôn mê sâu, nhập viện cấp cứu do có vật thể nghi giống đinh trong sọ não. Ông cũng giật mình, vội xuống dãy nhà trọ nhưng không gặp được H và L. Tháng trước khi L về ra mắt có nói gửi bé DNA cho bà ngoại chăm nuôi. Khi biết bé nhiều lần phải nhập viện, có lần ngộ độc thuốc trừ sâu, có lần nuốt phải đinh, ông A cũng khuyên L phải chú ý chăm sóc, quản lý con cái hoặc phải gửi ai biết chăm nom cẩn thận. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc trên kênh YouTube Tin Bà Phúc.